là nhìn hình ảnh mà những người mà mặc đồ bộ, mà đồ bộ đúng chợ luôn á. Đó, như điển hình như tao nè, tao mặc đồ bộ nè, sao nó cũng sang vậy, cũng đẹp vậy. Rồi xong đi ra ngoài đường, thậm chí có người đi xe máy chạy vòng vòng ở ngoài đường nó rất là tự tin luôn. Mà không hiểu tại sao có thể mặc bộ đồ để đi ra đường đúng rồi. Chứ đâu phải cần như tụi bay, tại vì cái con tiền mập á, đồ bộ á, mày mặc vô ai mà coi mày, tại mày là mít sai rồi. Xin chào cả nhà. À, hổm dài á, tôi á cũng có nghe qua mà bốn ba cái con mà diễn viên đó, à, cái con tiền mập nè, cái con Vi nè, Ái Vi á, rồi cái con Chanh nữa, ba cái con á lên sóng á, mà nó nói cái gì mà về cái vấn đề mà đồ bộ á đó. Mà trong khi đó đó, nói nghe nè, tụi bay á, người ta nói á, cũng người ta nói cái câu á rất là đúng. Người ta nói giàu sang phú quý xin lễ nghĩa. Còn tụi bay á, ba đứa tụi bay nhìn lại đi, tụi bay hơi chút mà tụi bay xin lớn lờ. Hiểu cái câu đó không? Còn không hiểu về hỏi cha hỏi mẹ tụi bay câu đó nha không? Nó nói với tụi bay nghe nè, mình á, ăn được, nói được thì phải nói cho đàng hoàng. Cái miệng của mình nó gần cái lỗ tai, mình nghe được thì người khác mới nghe được. Tụi bay á, ba con tụi bay nhìn lại đi, tụi bay đâu có được giàu có nhiêu đâu. Đó, như tụi bay thấy vợ con Vinh không? Đó, con Thủy Tiên đó. Đó, người ta mặc đồ bộ, người ta đi chợ đó cũng rất là dễ thương. Thấy không? Người ta bước ra đường á, người ta giàu có mà ta đâu có chảnh với tụi bay đâu. Mà tụi bay chảnh quá. Người ta hay nói một câu á, chảnh chó là tụi bay đó. Thấy không? Người ta đó đi từ thiện á, bạc tỷ không á, người ta giàu nước trứng mà người ta cũng không có được nhờ, không có nói ăn nói lố lăng như tụi bay á. Tụi bay ngồi cười ha hả vui lắm mà. Đó, như điển hình như tao nè, tao mặc đồ bộ nè, sao nó cũng sang vậy, cũng đẹp vậy, chứ đâu phải cần như tụi bay. Tại vì cái con tiền mập á, đồ bộ á, mày mặc vô ai mà coi mày, tại mày là mít sai rồi đó. Chẳng qua đó mày lên trường hình đó, mày mặc ba cái đầm mà nhìn muốn ói luôn. Mà tại người ta muốn, chứ như người ta không muốn soi tụi bay thì thôi, tụi bay soi người ta. Trời ơi, mình nhìn kỹ rồi mình đi cười ha hả hô hố lên như ba cái con bánh vậy, làm như đẹp lắm vậy. Người cười, người điểm, người nói, rồi sao nói cho đã, rồi giờ đính chính rồi hả? Nói là tụi bay nói là đồ ngủ hả? Nếu mà tụi bay nói đồ ngủ ra đường á thì cũng còn quả mai một chút. Tụi bay nói đồ bộ cho đã rồi, bây giờ đã miệng rồi bị người ta chửi, người ta trúng đào trúng chửi tụi bay. Tụi bay thấy kỳ quá, tính chính lại hả? Nói trên đời á, đừng có nói trước. Đó, tụi bay á, giàu bao nhiêu, người ta hay nói á, là 30 chưa phải là Tết. Bữa nay tụi bay 67 tuổi nè, 69 tuổi nè, ngày mai 70 nè cũng chưa chắc đâu con. Đó, biết chưa? Chỉ cần một cơn gió thoảng thôi là tụi bay á, cũng có được như ngồi như vậy mà để cười hô hố vậy đâu, biết chưa? Nè, ở đời á, đừng có nói trước. Ba bộ tranh sao tao mặc nè. Đó, tao mặc ba bộ tranh nè, tao đang mặc nè, ba bộ 100 nè. Rồi sao? Nhìn coi đẹp không? Đó, vẫn đẹp như thường. Mày biết tao nhiêu tuổi chưa? Đó, tao mặc ba bộ tranh nè. Sao? Thấy sao? Thấy được không? Tụi bay cười hả? Chưa đâu con. Trời ơi, nhìn ba cái thay của tụi bay đâu, nếu mà mặc đồ bộ á chắc cũng không được đâu. Tại chẳng qua ba cái đầm á là mặc lên á, tụi bay dám để mặc bọc á, tụi bay mặc đầm mặc đồ bộ đi ra đường không? Chẳng qua á, mặc tụi bay trang điểm rồi tụi bay lên đèn nó chiếu vô nhìn tưởng đâu đẹp lắm, nhưng mà thật sự chưa biết được đâu. Đó, cái này nè, đó bản chất của người ta là mặc đồ bình thường nè. Đó, người ta chất nè. Đó, người ta còn không lên tiếng. Trời ơi, tụi bay diễn viên, tụi bay là người của công chúng mà tụi bay ăn nói á, nói á, đụng chạm người này, đụng chạm người kia. Trời ơi, tụi bay đẹp quá hay tụi bay giàu cũng kệ tụi bay, dòng họ tụi bay nhờ chứ ai nhờ. Đó, tụi bay ban bố gì cho người ta mà tụi bay cười hô hố lên, khoái chí người điệm người nói. Trời ơi, ba bộ trăm sao? Đó, nè, không có bao nhiêu hết trơn á, bớt chảnh rồi đi, bớt ăn nói lại. Mình không phải bao nhiêu đó mà đủ đâu, chưa đâu. Trời ơi, không có bao nhiêu hết trơn á,
tuổi đời cũng chưa được bao nhiêu mà nhìn vậy tưởng đâu đủ hả? Đây nè, người ta hột sòn mà người ta đựng trong lon ghi gô á, chỉ có một câu nói thôi, ông trời ông lấy lại chết không có cái hòm chôn kìa mấy con. Ba cái con kia nghe cho rõ như hôn, chứ ở nó mà ba bộ đồ bộ 100 không mặc, cười chê. Đây nè, người ta kệ người ta, người ta có mặc đồ bộ hay cái gì cũng kệ người ta. Đó Lễ Quyên đó, nó cũng là người của công chúng, nó cũng mặc đồ bộ, nó đi chợ đó. Nó thấy làm sao? Trời ơi, Tiền Mập ơi, mày không có mặc đồ bộ được đâu, cho nên á mày thì chỉ nói gì cho đỡ thôi. Còn hai cái con kia, mình nó có bầu á, mình cũng ăn nói sao cho hả, cho người ta nhìn vô người ta nói là mình là cái người diễn viên, cái người công chúng, người ta thấy mình nói chuyện có duyên dễ thương đó. Còn cái này á, trời ơi, ba tuổi á không có nhiều á, bớt ăn nói lại, bớt đi đó, đừng có bỏ sỉ bỏ lẻ quá nghe không, đừng có chảnh chó quá. Rồi một ngày nào đó nó xuống á, xuống cấp á, người ta nhìn lại á, người ta nói ơi đồ ba cái con quỷ dừa, đồ của tụi bay là ba cái con mắm, em bố ăn nói cẩn thận nha con, để chúng đào chúng chửi bắt công là mang cái tiếng xin lỗi người ta mà người ta cũng vẫn không hài lòng, biết chưa, nghe rõ chưa mày, ba con quỷ. Nè tao nói cho mày nghe, ngày xưa đó mày biết không, cái thằng Dương Ngọc Thái đó là cái thần tượng của tao đó, từ cái bài gọi đò đó mày biết chưa. Nhưng mà từ nay về sau đó, mày đã làm mất cái hình bóng chồng mày trong lòng của tao rồi. Là còn cái thằng mà vợ của thằng Hoàng Mèo cũng vậy nữa. Chồng của mày làm đạo diễn, mày muốn người ta xem chồng mày hay là hoặc một cái gì đó, nhưng mà tụi bay ngu quá. Còn cái con Tiền Mập đó, ngôi sao tình yêu á, giờ tao không thích coi mày nữa đó, mày con quỷ. Mày á rồi, mày là mất hình tượng rồi. Tụi bay á, bởi vậy á, cũng vì một câu nói thấy không, người ta nói á, ăn nói phải cẩn thận, mình là người công chúng mà đó, từ nay về sau á, ba của tụi bay á, làm ảnh hưởng tới công việc của tụi bay nè, rồi tới hả hình bóng của chồng con tụi bay đã mờ nhạt vô cái người mà người ta hâm mộ rồi, tụi bay hiểu không? Đó, nói cho tụi bay rõ đó, muốn ăn nói phải cẩn thận nha mấy con trẻ trâu đó, thôi nói bấy nhiêu đó thôi, chào cả nhà nha.